Xin kính chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về một combo rề và cục đẩy lô đê. Với cái rề của nó là HCA 4500 và cục đẩy của nó là HMA 3700. Thì với cái cục đẩy này thì nó sẽ sử dụng là 4 sò sắt và nó có thiết kế là 2 đèn vuông, nhìn rất là đẹp mắt ha. Và riêng cái phần rề thì nó sẽ gồm những cái chức năng là chỉnh bass, chép, low net nha, lọc cao, tắt mở tone, ba lăng, các ngõ vào AUX, phono, tuner. Thiết kế là mặt phay nhôm màu trắng rất là đẹp nha. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của một cái combo lô đê. Rất là đậm đà, bass chép lực nha anh em. Với thiết kế là đèn vu vẫy tín hiệu rất là đẹp nha. Cạnh mặt trước của máy nha anh em, phay nhôm màu trắng rất là đẹp nha. Con này thì đẹp long lanh, những cái nấm chỉnh còn sáng màu hết nha. Đây là cái rề. Và dưới là cục đẩy nha. Đánh loại A, B nha. Mặt không, mặt ở trên nóc nha, thông số phía sau nha, rề lô đê model HCA 4500, điện áp 100V, có sẵn cái dây rề ao xuống cục đẩy luôn nha. Cục đẩy là HMA 3700, hai cầu loa AB. Trong cục đẩy lô đê nha anh em, với trong này thì nó sẽ đánh là 4 sò sắt Hitachi, sò made in Japan, 2 trụ lọc nguồn to, ruột gan rất là sạch sẽ nha. Thông tin kỹ thuật của chiếc rề lô đê HCA 4500 với cái giá xuất xưởng là 25.000 yên và phát hành
năm 1977. Được thiết kế chức năng chỉnh bass chép, chức năng điều chỉnh low net. Điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 3W. Với kích thước chiều ngang 390mm, chiều cao 143mm, chiều sâu 274mm, trọng lượng là 4,5kg. Thông tin kỹ thuật của cục đẩy lô đê HMA 3700 với cái giá xuất xưởng là 30.000 yên và phát hành vào năm 1977. Sử dụng mạch quách đại OCL đa đinh tông, kết nối với bộ quách đại V-Size và sử dụng là 4 sò sắt. Với thiết kế công suất ở lo 8 ohm là 43W. Giải tần từ 20Hz cho tới 20kHz, băng thông là 5Hz cho tới 40kHz. Điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 90W với kích thước chiều ngang là 390mm, chiều cao 143mm và chiều sâu 277mm, trọng lượng 6kg. Và hiện tại là em đang ghép bằng cặp loa Pioneer công suất 150W một kênh loa, đánh rất là lực nha anh em. Với một cái combo rề và bao lô đê thì anh em có thể nghe nhạc vàng rất là hay, cũng như là trưng bày phòng khách với hình thức là đẹp long lanh. Và với một combo này thì em sẽ bán với giá là 4.200.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Và những dịp đầu năm mới thì em cũng tặng kèm cho anh em một dây AV Summer, dây của Đức Germany nha, dây rất là mềm mại, đầu kim loại. Dây này thì trị giá là 170.000 đồng nha, tặng kèm theo một cái combo lô đê này. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.